Với chủ đề ươm mầm trí thức khát vọng vương cao, lễ hội Đường sách Xuân 2018 có sự tham gia của 12 đơn vị xuất bản, phát hành, thư viện khoa học tổng hợp Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó thì trong dịp diễn ra lễ hội sẽ có hơn 26.000 bản sách ở nhiều thể loại được bày bán để phục vụ cho người dân. Đường sách Tết Mậu Tuất diễn ra từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 2 trên nhiều tuyến đường như Nguyễn Quệ, Mạc Thị Bưởi, Ngô Đức Kế của quận Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó mỗi tuyến đường được trang trí theo chủ đề riêng. Cụ thể tại đường Mạc Thị Bưởi, đường sách mang hình ảnh những chồi non đầy sức sống. Trên đường Nguyễn Quệ, đường sách thể hiện hào khí phương Nam, thành phố phát triển. Ngoài ra dọc tuyến đường này còn được bố trí mạng nội dung biển đảo thiên liêng giới thiệu hình ảnh bản đồ về sách, hoàng sa trường sa của Việt Nam, những bằng chứng về lịch sử. Theo ban tổ chức đường sách năm nay, mảng đề tài biển đảo tại đường sách Tết được bổ sung tư liệu mới, những cuốn sách viết về chủ quyền đất nước do Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp, đặc biệt theo đường sách mẫu Tuất không sử dụng kinh.